xe Yamaha XR155. Full 3 thùng à? Thùng sau anh khách đang đi ăn nên chưa chọn và chưa cho lên. Còn đây là cặp E22N này. Dung tích 22 lít mỗi bên. Rất là đẹp và chắc chắn các anh nhá. Ba ga này, ba ga rất là chắc chắn luôn. Ba ga sau đây. Còn đây là ba ga hông này. Thoải mái chắc chắn cho các anh em đựng đồ đi chơi đi phượt. Đi vào nhà đi. Các anh em có nhu cầu lắp thùng VV thì ghé qua G-Spot địa chỉ 175 Đặng Tiến Đông bên mình nhá. Đây ạ. Chiếc Yamaha XR155 này đã lên xong và đang lên tiếp thùng sau cho Winner X. Đây là cảng HRV các anh em nhé. Nào muốn cái như này. Cảng HRV này. Cảng này lên đẹp và chắc chắn chịu lực tốt hơn so với cảng MV. Chiếc này lên thùng sau. Anh em có nhu cầu lắp thùng DV thì ghé qua bên mình. Anh em ở xa thì có thể đặt hàng online, ở bên mình sẽ ship đến tận nơi cho ạ. Cảm ơn các anh em ạ. Đây là chiếc thùng sau vừa mới lên xong các anh em nhé. Thùng sau có dung tích là 43 lít, mã là E43NTL. Thùng này dung tích khá là lớn ạ và được nhiều anh em lựa chọn do là giá của nó khá là rẻ so với lại các thùng có cái dung tích khác. Giá rẻ hơn so với lại các thùng có cùng dung tích như này. Không, là cái thùng này, nhưng mà đây nó bị sống sẵn chỗ để cho mình mắc cái option khác đấy. Cái bản ADV nó có đầy đủ các thứ, những cái bản này nó chưa có thì mình mua thêm. Thì nó để sống sẵn chỗ này rồi, bây giờ anh quan cái này ra cái là nó biết vào thôi là. Các anh em quan tâm đến thùng xe máy EV thì ghé qua địa chỉ bên mình nhé. Tuần thức của con B13 này là 3 chục mấy. 3 chục 8. Thế thì 3 cái thì tạo an toàn sau trả đổi.